Bình Dương có tới 28.000 trường hợp mắc COVID-19 cần được công bố bổ sung. Sở Y tế tỉnh này đã có văn bản gửi Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Lý giải về việc 28.000 ca mắc COVID-19 chưa công bố, tỉnh Bình Dương cho biết trong đợt dịch thứ tư, tỉnh tổ chức nhiều đợt xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Có nhiều đơn vị ngoài công lập tham gia hỗ trợ xét nghiệm, nhưng do yếu tố dịch tễ, các thông tin cá nhân của người mắc gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương không đầy đủ, kịp thời nên chưa đủ điều kiện công bố theo quy định. Trong gần 5 tháng qua, tổng cộng có tới 28.000 trường hợp mắc COVID-19 cần được bổ sung để đảm bảo các chế độ quyền lợi cho bệnh nhân theo quy định.